bài đi, cất gấu vào trong giường nhá. Đi lên đi nhanh lên. Hôm nay cô giáo giao bài gì nào? Đấy, cô. Thế Viu đoạn văn gì? Ồ, thế Viu đọc văn rồi gì? Thế Viu học bài gì? Phần mềm này cô. Ừ? Phần mềm này cô. Đọc bài á? À? Chỉ đọc thôi á? À? Đoạn văn này hôm qua còn đoạn này chưa viết này. Không, không viết. Thế con ngồi con đọc bài đi, xong tí mẹ quay lại mẹ kiểm tra nhá, mẹ quay video nhá. Thế ngồi đọc bài đi, tí mẹ quay lại. Ồ, nhưng mà cô cũng có bài là quay video đâu. Thế con ngồi con ôn đi, tí mẹ quay lại mẹ kiểm tra. Đọc bài đi, ngồi đọc bài. Mẹ quay lại mẹ kiểm tra mà con không đọc được mẹ đánh nó đấy. Vâng. Tập trung vào. Gấu con vui mừng reo lên. A à, ngay lập tức có tiếng A à, vọng lại. Bây giờ mẹ kiểm tra lại bài trên lớp cho con. Con làm cho mẹ bài này vào vợ nhá. Ô nhưng mà không phải là người ta bảo là. Con tính phép tính này cho mẹ. Chép kết quả vào vợ. Không phải là. Đóng cửa này vào. Làm bài toán vào đây cho mẹ, tí mẹ lên mẹ kiểm tra. Mệt quá. Mẹ nấu ăn tí, con ăn cơm. Mẹ lên kiểm tra con không làm xong thì con ăn đòn với mẹ đấy. Không, con chỉ làm. Mẹ giao con nào bài nào thì con làm bài đấy, không hỏi nhiều. Con có học không? Nói một câu là cãi một câu. Làm hết bài này cho mẹ. Bây giờ nó mẹ nghe thế nào? Thế học không tập trung học bắt đầu ngồi vẽ vời linh tinh thế. Ở trên lớp cô thấy không? Thế trên lớp còn bị cô giáo nhắc nhở là mang đồ chơi vào lớp chơi không? Không mang đâu. Học lại còn ngồi vẽ công chúa. Thôi để tắt đi xuống ăn cơm.